Đồ gỗ Bùi Tuấn xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức là vào ngày mùng 4 Tết các bác nhé. Và trong clip này thì hôm nay em xin được trân trọng gửi tới các bác một chiếc sập ngũ phúc cũ tái, chất liệu bằng gỗ gụ tà Quảng Bình, được làm theo lối cổ. Và đây là chiếc sập phiên bản đặc biệt, đẹp không biết thủ nữa ạ. Và sập có kích thước dài là 2m20, sâu là 1m80, cao từ mặt đất lên mặt sử dụng là 67 phân các bác nhá. Và sập này đã hoàn thiện kỹ xi sáp đánh trơ vân gỗ theo đúng lưỡi cổ. Và bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng em qua hai số điện thoại ở trên màn hình kia ạ. Và sau đây thì em sẽ đi vào đường nét chi tiết của siêu phẩm sập ngũ phúc này để gửi tới các bác nhá. Đấy, sập này sẽ mang lại rất là nhiều tài lộc cho gia chủ kê, nhất là vào dịp đầu xuân năm mới này, hôm nay mùng 4, cực kỳ là tốt ngày các bác nhé. Đấy, mặt thì là mặt hai lá, một tấm gỗ bong đôi. Và lá mặt sập là dày đủ đậu 2 phần 2 các bác nhé. Còn thì cái khe hở này là em chưa dồn lại. Bác nào mà lấy thì em sẽ cho thợ là dồn lại. Đấy, tại vì là trong quá trình cuối năm rất là bận rộn thì giờ mới hoàn thiện xong. Đấy, thẹp lại cái này kín thì các bác dùng yên tâm vô tư nhá, không sợ bị co ngót. Đấy, và dạ này thì là dạ dày 8 phân, chân là chân vuông 22 các bác ạ. Đấy, sập ngũ phúc đục cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là bản đặc biệt đục nghệ nhân chế tác các bác nhá. Đây em sẽ quay các bác xem lại con rơi đây ạ. Đây con rơi chạm chân các bác xem là đục rất là kỹ, nó không phải là đồng tiền không nữa. Bình thường là một cái đồng tiền chỉ có tỉa thôi. Như đây là một cái chữ thọ, rơi cắp chữ thọ đục hẳn xuống này. Đấy, lét đục tay các bác xem này. Đấy, mặt rơi gù lên đục rất thân thái. Đấy, lưng này, cánh này ôm hai bên. Đấy, và dáng chân thì vẫn là dáng chân quỳ. Và dáng chân quỳ thì sập nào cũng như sập nào, nhưng mà để mà đục tay thì nó rất là hiếm nhá, nó rất là khó tìm. Đây, quả cà tròn tròn căng mọng này, các cái xoáy này các bác xem này, đục rõ ràng sắc nét đục tay, nó không phải là đục máy sửa tay đâu ạ. Và từ vòi này đó, các cái má chân này lên rất là đẹp này. Và đây là đường quay xanh đó, đúng tròn hình chữ C luôn. Và đây, vào các đường ống thì các bác xem ống rất là tròn và tròn lầy nhá. Và chất gỗ thì đây. Đấy, em quay bây giờ nó cũng chiều tối rồi, đâm ra là cái hình ảnh lên nó sẽ không được sắc nét cho lắm. Đấy ạ. Đấy, các bác xem các cái đường tỷ lệ cuốn nó này. Đấy, cực dẻo luôn, từ các chi tiết xoáy nhỏ đây, đục nó không bị méo mó các bác nhá, đúng theo khuôn nếp. Và đây, đục tròn hẳn từ trong từ ngoài vào trong sâu như này. Đấy, đục rất kỹ đây, các bác xem này ạ. Đục rất tròn. Và từ cái đường triện ở trên này cũng là đục rất là tròn trịa này, từ các cái móc ở đây này. Đó, rất kỹ các bác nhá. Và các cái đường xoáy triện đây, hai chữ song thọ, một nền một thủng. Đấy, đục sắc nét không ạ, đục tay. Đường ống ra thì cực kỳ là tròn, căng mọng. Và đây là lãng hoa hồng. Đấy ạ. Các cái giải lụa này, các cái đường triện con chỉ con này. Đấy, đục rất là đẹp. Đấy, đây là đường chám. Và cái đường ống này ra đây móc cực kỳ dẻo và khéo luôn ạ. Đấy ạ. Chất gỗ thì phải nói tuyệt vời các bác nhá. Và đây là ổ giữa này. Ổ giữa các bác xem là rơi cắp chữ thọ cài hoa mai. Đấy, hoa mai cài ở đằng sau này các bác này. Đấy, cái rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Và đây là con rơi. Con rơi giữa đây các bác xem này, được đục tỉa rất là đẹp này. Đấy, từ các cái cánh này, mắt này. Đấy, hoa mai, đúng mai cổ như gốc mai này. Và các cái đường ống này nó tròn, đấy tỷ lệ nó tròn nhá. Nó trên dưới nó tròn như nhau. Đấy, nó tròn như nhau luôn. Và các cái đường triện con. Đấy, triện con này. Rất là kỹ này. Hai con rơi ven. Đấy, hai con rơi ven. Đấy. Sang bên này thì cũng tương tự như ở bên kia các bác nhá. Đấy, sang bên này cũng tương tự như ở bên kia. Đấy, đục này. Quá lét luôn. Xoáy này, chữ thọ này. Bác nào mà thực sự mà yêu những cái đồ kỹ thì đây là chiếc sập xứng đáng để các bác sưu tầm nhá. Cho vào bộ sưu tập để kê ở nhà. Mộng thì bén cháy. Và đây một đường cổ lõm này, trên này đục hạt bột này. Và đường ống tơ này, gỗ phải nói giá đanh luôn. Đấy các bác xem, gỗ giá đanh luôn ạ. Đấy. Và tiếp theo là sang bên đốc ngang. Đốc ngang cũng đục đẹp như vậy các bác nhá. Đấy, đốc ngang này cũng là tròn trịa, đục đẹp y như vậy luôn. Đấy, không lỗi tích gì cả. Và đục thủ công bằng tay. Đấy, chân sau cũng cong quỳ y như chân trước luôn. Và đây, mặt má sau đây ạ. Các bác phải chơi tinh thì các bác sẽ nhận định được chiếc sập nó đẹp hay xấu. Và bên này cũng vậy các bác nhá. Đấy. Và rồi chiếc mặt đây.
trước mặt đây các bác xem là mặt hai lá mở bong đôi. Lá đây cùng vân cùng chất đây ạ. Và đây mặt sập đây các bác xem chất vân lá đây. Vân quằn quại luôn, chất gụ Quảng Bình. Đấy, vân quằn quại nhá. Đến xem thực tế nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, đẹp không ạ? Và đây là mặt lá trong này. Càng quay càng thấy đẹp các bác ạ. Đấy. Để đầu xuân năm mới mua được những chiếc sập này về sẽ có rất là nhiều tài lộc luôn. Cũng như đây, thành ngang đây ạ. Các bác xem thành ngang này. Thành ngang này. Đấy, thành trước này, để các bác xem này. Còn cái co ngót này, cái hở này thì phải nói là quá tốt các bác nhá. Em làm lại thì kín luôn, là các bác về các bác dùng là các bác không sợ nữa. Đấy, quan trọng là nó co hết rồi mà nó không bị lứt nẻ lá gì cả, vẫn nguyên zin. Thì bọn em làm lại thì các bác để chơi các bác yên tâm luôn, không bao giờ sợ nó co nữa. Tỷ lệ co nó sẽ rất là thấp. Đấy. Đây, mặt thì phải nói lành lặn tuyệt đối luôn. Các bác vui lòng liên hệ qua hai số điện thoại là 083 626 49 hoặc 0985 230 858 nhá. Và địa chỉ cửa hàng của chúng em là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Các bác hãy đăng ký kênh để liên tục theo dõi cập nhật những clip bọn em đăng lên mới nhất và thường xuyên nhất. Và cũng nhân dịp đầu năm, em xin kính chúc tất cả các quý khách hàng có một năm mới thật là mạnh khỏe, may mắn, an khang, thịnh vượng, tài lộc thì dồi dào luôn ạ. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.